Hello, cầu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con cá chơi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, mề dinh, cá cha. Đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bay mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu, có bao nhiêu thành phần mình sẽ dẫn cho anh em làm, anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một con cá nha. Thành phần của chúng ta gồm có, đây là cám gà con các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình hai lạng cám gà con nha. Đây, còn lại viên nhỏ như thế này nè, hai lạng thôi là ok rồi. Thành phần thứ hai đó chính là khoai lang. Các bạn chuẩn bị cho mình ba lạng khoai lang nha, ba củ khoai lang này ba lạng nha các bạn. Ok. Thành phần thứ ba đó chính là mồi câu cá D1. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít mồi câu cá D1 nha các bạn. Thành phần thứ tư đó chính là trứng gà. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả trứng gà như thế này nha các bạn. Một quả thôi là ok. Thành phần thứ năm đó chính là sữa chua Vinamilk nha các bạn. Lại có đường nè để cho chúng ta tạo độ chua lên men nhanh và kèm theo độ ngọt, lên mùi chua ngọt nha các bạn. Thành phần thứ sáu đó chính là sủi vàng. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 5 viên sủi vàng nha. Ok. Bây giờ mình sẽ làm mồi cho các bạn xem. Đầu tiên, các bạn cho mình một ly nước như thế này nha các bạn. Rồi các bạn bỏ sủi vàng vô. Một, hai, ba, bốn. 4 viên thôi là ok rồi các bạn, không cần nhiều. Bây giờ mình sẽ để cho cái này nó tan ra từ từ. Mình sẽ làm công đoạn tiếp theo nha các bạn. Khoai lang này các bạn lột vỏ ra cho mình. Nếu các bạn mà muốn câu lăng xê thì các bạn khỏi cần lột vỏ nha. Mồi này để mình là để mình câu lăng xê. Mình sẽ không lột vỏ nha các bạn. Nếu các bạn nào muốn mà câu đơn đài thì bạn lột vỏ ra như vậy cho mình nè. Đó. Thì bạn câu đài thì nó muốn mồi chúng ta nó dẻo hơn thì các bạn lột cho nó hết vỏ ra. Câu sẽ ok hơn nha các bạn. Đây là cám gà con. Các bạn đổ cám gà con vô. Ok. Đó, gà con. Đây là sữa chua nha các bạn. Các bạn chế sữa chua vô cho mình luôn. Sữa chua Vinamilk có đường để cho ta tạo độ chua lên men, độ chua ngọt đó các bạn. Các bạn chế vô luôn. Bây giờ sủi của chúng ta nè, nó đã tan ra thành nước như thế này rồi nha các bạn. Các bạn chế vô chua luôn. Các bạn lấy hết luôn. Các bạn quay đều lên. Các bạn lấy hết sữa chua trong luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ trộn đều nha các bạn. Còn một còn phần D1 kia mình sẽ trộn sau nha. Với bề mồi này các bạn làm xong rồi, các bạn để khoảng một ngày sau các bạn đem đi câu. Khi đi câu thì các bạn trộn thêm cho mình D1 vô để cho chúng ta tạo độ chua thơm, độ cái dính lại thì các bạn câu lăng xê sẽ được ok và hiệu quả hơn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn bóp đều cho mình nha, thật là đều để cho cắm gà với lại cái phần khác trộn chung lại với nhau nha các bạn. Bỏ trứng gà cho mình nha, đây trứng gà. Một quả trứng gà nha các bạn. Toàn bóp đều. Để
bắp thật là đều tay nha các bạn. Ok. Bây giờ các bạn bỏ D1 vô cho mình nha. Đây. Đây là D1. Ok. Bạn bóp đều cho mình. Với loại mồi này rất thích hợp cho chúng ta câu cá sông, hồ hoặc đập tự nhiên nha các bạn. Rất ok và hiệu quả. Các bạn trộn thật là đều lên cho mình. Các bạn ủ qua một đêm cho là sáng ngày hôm sau các bạn đem đi câu nha các bạn. Câu cách trôi đỏ và trôi trắng rất là nhạy, thích hợp cho chúng ta câu lăng xê, câu đơn đài nha các bạn. Các bạn làm và các bạn câu thử nha. Đơn giản, hiệu quả, dễ làm, không tốn quá nhiều tiền và thời gian. Đó. Các bạn thấy không? Mồi chúng ta nó có lên cái mùi chua, thơm, hăng, tanh, nồng. Nó có mùi, nó có vị ngắt mũi. Rất thích hợp cho chúng ta câu cá trôi đỏ và cá trôi trắng nha các bạn. Thấy không? Nó lên cái màu rất là đẹp luôn nè, đó. Lên cái mùi hăng rất là nực nồng luôn. Đấy, các bạn nên nhớ là cá trôi của chúng ta nó thích ăn cái mùi hăng nực nồng đó các bạn. Ok. Bề mồi chúng ta như vậy là xong rồi. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị mình một cái bịch như thế này, bịch gì cũng được. Rồi các bạn bỏ mồi chúng ta vô, buộc kín lại, để qua một đêm. Rồi sáng ngày hôm sau các bạn đem đi câu nha. Rất ok và hiệu quả. Mình đã test lên bài mồi này lên cá rất là nhiều lần rồi nha các bạn. Các bạn làm mà các bạn câu thử nha. Bạn buộc kính lại cho mình. Đó. Ok. Vậy là xong mồi của chúng ta rồi. Ta cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Các bạn nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Kênh mình luôn luôn sáng tạo và ra những bài mồi hay, những bài mồi mới và những bài mồi hiệu quả nhất để dành tặng cho tất cả các bạn cùng xem và cùng trải nghiệm nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn, các anh em đang theo dõi kênh của mình câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi của mình làm ra nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.